Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì hôm nay phòng xe cũ công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng sẽ qua coi xe và định giá xe tại quận 7 nhé các bạn. Thì mời các bạn theo bước chân chúng mình sẽ đi cùng qua quận 7 xem xe và định giá xe. Rồi, bây giờ hiện tại mình đã có mặt tại quận 7 nhé các bạn. Thì phía trước đây là chiếc Fortuner máy xăng đời 22. Rồi mời các bạn cùng theo chân mình, chúng ta cùng xem qua xe và kiểm tra xe. Giờ chiếc xe bạn là anh Phan Cao Minh, phụ trách mảng chuyên mảng xe cũ với mình. Anh sẽ xem xe, định giá xe. Anh Minh đang đánh lái để kiểm tra cái vô lăng, kiểm tra cái thước lái của xe nha các bạn. Rồi thì quy trình kiểm tra xe thì thứ nhất là mình kiểm tra về cái thước lái, về kiểm tra qua về cờ vẹt để xem được chính xác thông tin của xe là xe sản xuất năm bao nhiêu, đời xe bao nhiêu và ai là người đứng tên. Thì trên sổ đăng kiểm, trên cái sổ đăng kiểm này là thể hiện rõ nhất, chính xác nhất là cái năm sản xuất của xe cũng như là cái màu ban đầu và cái màu xe. Anh Minh đang kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra cái phần sàn xe các bạn nhé. Những cái kiểm bởi vì thực ra để đánh giá một cái xe cũ chính xác ấy, chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ, rất là chi tiết từng phần. Các cái sùng xe có còn nguyên zin hay không, cửa xe đã thay thế hay chưa. Đó, kiểm tra tất cả bốn cánh cửa nhé các bạn. Kiểm tra phía ốc, các cái con ốc kết nối cái cửa với lại cái phần khung xe là đã xem đã bị tháo rỡ ra hay chưa. Tiếp theo là cùng kiểm tra về cái phần sườn xe, lườn xe. Chúng ta cùng mình sẽ kiểm tra phần phía sau, các vị trí con ốc, ốc bắt đây có còn nguyên zin hay không các bạn. Những cái xe này thì mình thấy là xe cũng trang bị khá đầy đủ những đồ chơi như là viền đèn chẳng hạn, che mưa, đèn bước chân. Phần phía dưới xe này cũng rất cần phải chú ý nha các bạn, để coi ra xe cũ, bởi vì nhiều khi có trường hợp có thể là va chạm phía dưới ấy, mà mình không xem kỹ ấy, là mình sẽ dễ bị bỏ sót cái phần này. Dạ. Bây giờ anh Minh đang xem những cái chi tiết phía bên trong xe, ví dụ như là phía gầm xe ấy, thì xem rất là kỹ. Thì chút nữa mình sẽ có phần giao lưu với anh Minh thì mình có thể là
tìm hiểu cái cách mà mình có thể xem xe, kiểm tra xe hay là xem xe cái tình trạng nó còn nguyên dạng hay không, hay là những cái gì đã thay thế chưa. Thì cái này thì tí khi mình kiểm tra xong thì chúng ta sẽ có màn giao lưu với anh Minh nha các bạn. Phần máy động cơ là cái phần cực kỳ quan trọng, bởi vì là nó giống như quả tim của cái xe vậy á. Thì khi mà ví dụ ngập nước á, thì hoàn toàn cái phần động cơ này sẽ bị nguy hại đầu tiên. Thì chúng tôi phải kiểm tra rất là kỹ từng phần nhỏ. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện một chút với anh Cao Minh nhá. Xin lỗi anh Cao Minh ạ. Chào em. Thì anh có thể cho, không biết anh vừa xem qua xe rồi thì anh có thể cho cái nhận xét về cái xe này thế nào anh nhỉ? Cái xe này là cái xe Fortuner 2012, cuối 2012. Màu này là màu nó đã thay đổi rồi. 2012 thì nó có hai kiểu dáng. Thì ở đây mình thấy được là cái đèn nó là đèn tròn, thì nó đã thay đổi về kiểu dáng về cuối năm 2012 rồi. Xe này về cơ bản thì xe chạy 159.000, xe khá là đẹp. Xe khá là đẹp, những nước sơn này nọ thì còn rin khá là nhiều. Xe thì hầu như là chưa có cái những cái đâm đụng. Mình có thể dựa vào những cái chi tiết giống như là những cái sự thay đổi về cái kết cấu của cái xe, những vết móp, rồi những cái con ốc đã còn rin hay không, hay là đã có vết chảy xước trên ốc rồi, thì để mình có thể phân biệt được là cái xe có bị đâm đùng, va quẹt, có sơn lại hay không, hay là có những cái chi tiết phải thay thế. Mà rơi vô những cái chi tiết giống như là mình gắn bu lông, là những cánh cửa này có thể thay thế. Anh có thể là này, chi tiết từng bộ phận để chúng ta có thể xem mình có thể coi được. Không thường thì mình để coi cánh cửa, mình ví dụ là cánh cửa nó có bị tai nạn, có nghĩa là bị đâm đùng nặng hay không, thì thường thì nó sẽ bị móp, thường đâm đùng. Nếu mà bị chầy xước sơ bên ngoài thì mình chỉ cần gò lại, cái này mình gọi là bị nhẹ chầy xước bên ngoài. Những vụ tai nạn nặng, hầu như những vụ tai nạn nặng thì sẽ hầu như sẽ thay cánh cửa, thì mình có thể phân biệt được ở đây. Cái nhất là mình dựa vào con ốc. Ở đây nó có 4 con ốc nó nằm ở đây, nó nằm ở vị trí này. Mọi người có thể coi được là những cái con ốc nó nằm ở vị trí này. Đây, hai con ốc ở đây để nó kết nối giữa cái thân xe và cánh cửa. Thì khi mà bị tai nạn nặng thì bắt buộc phải thay cánh cửa luôn. Nếu mà trong trường hợp thay cánh cửa thì bắt buộc là mình phải tháo con ốc này ra. Tại vì cánh cửa mà khi mà mình lấy từ nhà máy Toyota là một cánh cửa, nó là một cánh cửa sơn đen. Mình lưu ý ha, nó chưa có sơn bạc như vậy. Nó là một cánh cửa sơn đen. Rồi khi mình tháo ra thì con ốc nó sẽ bị mất đi cái rin, rin của nó. Cái hai là những cái chỉ, mình hay gọi là sùng ở đây. Cái sùng này là sùng chạy ở nhà máy, thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Mình có thể phân biệt bằng cách mình, cái này thì chỉ có người trong nghề xem nhiều, biết nhiều, mình cảm nhận thôi. Còn những cái sùng mà chạy lại thì mức độ đều nó sẽ không bằng được, giống như cái sùng cái chỉ rin như vậy. Thì mọi người có thể phân biệt được là dựa vào đó thì mình có thể phân biệt được là cái xe nó đã có xử lý qua chưa chưa. Còn đối với cái xe này thì mình nhìn sơ qua thì mình nhìn qua thì ốc còn zin, chỉ sùng vẫn là chỉ sùng rin của xe, thì chắc chắn là đối với cánh cửa này là cánh cửa còn nguyên bản đúng rồi. Của cái xe từ thời mua xe năm 2012 đến giờ ha, mọi người có thể coi như vậy. Thì tương tự giống như 4 cánh cửa. Ngoài ra thì để mà coi được cái khung xe, khung gầm này nọ thì cái này nó hơi khó. Cái này liên quan tới vấn đề là điểm hàn. Mình phải coi điểm hàn kết cấu của cái xe như thế nào. Thì cái vấn đề này thường thì những ai quen coi xe và có được đào tạo kỹ năng về coi xe cũ thì xem sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên người nhà là nghiệp dư là khó coi đúng không anh? Các bạn mình có thể coi xung quanh 4 cánh cửa, nắp capo. Thì về vấn đề cái nhất là những con ốc còn zin hay không, cái hai là chỉ sùng của xe. Mình có thể coi sơ được cái đó, chỉ coi tạm thời thôi. Vừa rồi thì mình đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh Cao Minh. Thì
các bạn có ý định muốn đổi xe hay là muốn mua xe cũng như là muốn bán xe mình nhanh gọn thì có thể là liên hệ đến phòng kinh doanh Tôn Gia Tân Cảng, hoặc là mang xe trực tiếp đến bên mình, hoặc là có thể gọi qua hotline bên mình sẽ có chuyên viên đến trực tiếp để định giá xe và cũng như là báo giá cụ thể cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.